Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Bàn vừa tổ chức trao tặng và truy tặng huy hiệu đợt 2 năm 2017 cho 177 đồng chí đảng viên. Trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên, đó là sự ghi nhận của đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và những công lao cống hiến của cá nhân đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để làm tốt công tác này, hàng năm Ban Thường vụ huyện ủy Văn Bàn thường xuyên rà soát, đề nghị cấp trên xét tặng huy hiệu đảng cho những đảng viên đủ điều kiện. Trong đó, quan tâm đề nghị xét tặng huy hiệu đảng trước thời hạn cho những đảng viên cao tuổi và có thành tích tiêu biểu. Thời gian tới, huyện ủy Văn Bàn tiếp tục chỉ đạo rà soát, kịp thời đề nghị cấp trên xét tặng huy hiệu đảng cho đảng viên đủ điều kiện. Chỉ đạo cấp ủy chính quyền xã, thị trấn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi, lão thành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảng viên được đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của chương trình 13 năm giai đoạn 2017-2020, tỉnh Lào Cai có 104 xã. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh, ngân sách địa phương đầu tư cho 36 xã của 2 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa. Tỉnh có nhiều xã thuộc diện đầu tư chương trình 13 năm giai đoạn 2017-2020 là Cao Bằng 156 xã, Hà Giang 136 xã, Lạng Sơn 133 xã, Sơn La 118 xã, Lào Cai 104 xã, Điện Biên 103 xã, Thanh Hóa 100 xã và Hòa Bình 99 xã. Quy định số 204 QĐ-TTG ngày 1 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 13 năm năm 2016, hết hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2017. Huyện Mường Khương vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án 600 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được triển khai thực hiện tại 21 huyện của 5 tỉnh khu vực Tây Bắc, trong đó có huyện Mường Khương. Đã có 7 đội viên nằm trong dự án 600 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được phân công về các xã Bản Sen, Thanh Bình, Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, La Bán Tẩn, Tà Thàng. Sau 5 năm về xã công tác, hầu hết các đội viên dự án đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho chính quyền địa phương, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Hầu hết các đội viên dự án hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đội viên dự án cũng phát biểu chia sẻ những thuận lợi khó khăn khi về xã công tác và có những đề xuất kiến nghị cụ thể, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi, cống hiến và có những tham mưu đề xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bản thân tôi luôn là xác định là dù ở cái cương vị nào đi chăng nữa thì được đảng, được chính quyền bố trí sắp xếp công việc thì tôi cũng là luôn xác định trong bản thân mình là luôn cố gắng phấn đấu phục vụ hết lòng theo đúng cái tinh thần của dự án là chí thức trẻ tình nguyện về các địa phương cùng khó khăn công tác và chúng tôi cũng là vẫn tiếp nối cái tinh thần đấy. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện dự án 600 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bảo Thắng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, phong trào thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm. Huyện kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất rau, hoa công nghệ cao tại xã Sơn Hải, Gia Phú. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả dự án cải tạo và phát triển vùng cây ăn quả hàng hóa trên địa bàn. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. 6 tháng đầu năm đã thực hiện được 14,3 km, đạt 54,06%. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, giao kế hoạch thực hiện các nội dung vệ sinh môi trường nông thôn. 6 tháng đầu năm đã xây dựng được 238 chuồng trại, xây dựng mới 271 nhà tiêu hợp vệ sinh. Tuy nhiên, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư, đặc biệt là các danh mục đầu tư xây dựng nông thôn mới, đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới 2017 tỉnh giao muộn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
một số bộ phận nhân dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, dẫn đến tiến độ thực hiện tại các xã còn thấp. Về công tác giảm nghèo, 6 tháng đầu năm 2017, huyện Bảo Thắng giảm được 741 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 2,53%. Mặc dù đã đạt được kết quả quan trọng, tuy nhiên công tác giảm nghèo trên địa bàn vẫn còn những hạn chế nhất định. Vai trò tham mưu của Ban chỉ đạo giảm nghèo tại một số xã, thị trấn còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền của một số địa phương về thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo còn chưa được chú trọng. Công tác rà soát, xác định đối tượng vay vốn, xóa nhà tạm chưa đảm bảo theo quy định, nên quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn. Giá một số mặt hàng nông sản, sản phẩm thịt lợn xuống thấp, không bán được gây khó khăn cho nhiều hộ dân, nguy cơ tái nghèo cao. Trong thời gian tới, các xã cần chủ động thực hiện các nội dung phần việc trên địa bàn. Đặc biệt, đối với hai xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017 là Phong Niên và Bản Phiệt, hiện còn nhiều tiêu chí chưa hoàn thành, nếu không quyết tâm cao thì khó về đích đúng kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí thu nhập của người dân có vai trò hết sức quan trọng và là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vậy nhưng trong thực tiễn, để duy trì và nâng cao tiêu chí thu nhập đối với một số địa phương thuần nông sẽ thực sự khó khăn nếu như cấp ủy và chính quyền địa phương không có những giải pháp chỉ đạo nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, hướng người nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Kinh nghiệm từ xã nông thôn mới Xuân Quang, huyện Bảo Thắng là minh chứng rõ nhất cho thực tế này. Được công nhận nông thôn mới từ năm 2015, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng hiện đang là địa phương top đầu trong toàn tỉnh về mức thu nhập bình quân đầu người. Vậy nhưng từ hơn một năm nay, vài chục hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn đang thực sự lao đao bởi giá thịt lợn hơi liên tục lao dốc, mất giá. Nhiều hộ vẫn đang thực sự bế tắc trong việc tìm đầu ra cho đàn lợn đã đến thời kỳ xuất chuồng. Gia đình ông Vũ Văn Thính, thôn Thái Vô, xã Xuân Quang là một trong những hộ đang thực hiện chăn nuôi trang trại khép kín với tổng kinh phí đầu tư lên đến trên 3 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn tự có, số tiền gần 2 tỷ đồng đã được gia đình ông vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Thắng. Với trên 400 con lợn thịt đến ngày xuất chuồng, nếu bán mỗi con sẽ lỗ khoảng 1 triệu đồng. Điều ông mong muốn nhất là được hỗ trợ kịp thời về lãi suất để gia đình ông còn xoay sở, tìm lại nguồn thu từ hướng chăn nuôi một số loại gia cầm khác. Bù lại giờ phát triển giờ là bằng gà với bằng cái cây tổng hợp, ví dụ như thế này, bù đắp bằng cái cây ăn quả thôi. Để tổng hợp để bù đắp vào, nhưng mà trước mắt thì cũng chưa bù đắp được, phải từ dần dần từng bước một. Tiếp tục phải duy trì đàn lợn chứ không thể bỏ được, phải nuôi, còn gà thì cứ nuôi cứ phải đều đều vậy thôi. Những năm trước thì có thể là được hơn tỷ, nhưng năm nay dự kiến, nhưng năm nay thì chỉ gọi là lấy may mắn lắm thì được khoảng 500 triệu đấy thôi. Tôi rất là mong muốn là ngân hàng làm sao mà quan tâm đến người dân chúng tôi trong cái đà này, làm ăn nó bị lợn nó thua lỗ thì cố gắng tạo điều kiện giúp chúng tôi để chúng tôi vượt qua cái khủng hoảng này thôi. Toàn xã Xuân Quang hiện có trên 20 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô tổng đàn lên tới gần 27.000 con. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho người dân chăn nuôi, duy trì tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, hiện cấp ủy địa phương này đang có kế hoạch cụ thể, định hướng vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kết hợp với phát triển dịch vụ, đầu tư mở rộng các nhà máy chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp, không để lao động nhàn rỗi, không có việc làm. Để đảm bảo được cái vấn đề tức là cái thu nhập không bị tụt xuống trong cái quá trình là cái giá cả nó thất thường, thì chúng tôi đã phối kết hợp về vấn đề tức là cái nông lâm nghiệp, chăn nuôi và thương mại dịch vụ. Trong đó cái kinh tế rừng của chúng tôi bây giờ tương đối phát triển về vấn đề trồng cây quế, đảm bảo được cái vấn đề thu nhập hàng ngày cho nhân dân. Đấy, đặc biệt là cái vấn đề đó là cái người dân thì có sự chuyển đổi rất nhanh về vấn đề là kinh tế. Và đặc biệt nữa là chúng tôi vừa rồi là có cái kế hoạch về phát triển cái vườn đào, cây cảnh của xã Xuân Quang thì đã đem lại thu nhập rất lớn cho những người dân. Tiêu chí thu nhập của người dân có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Lào Cai xác định tiêu chí thu nhập bình quân đầu người cho xã nông thôn mới đến năm 2017 phải đạt bằng và cao hơn 26 triệu đồng. Phấn đấu đến năm 2020 phải đạt 36 triệu đồng mỗi người trong một năm. Qua giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy, ở một số địa phương vẫn còn nhiều hộ dân có quy mô chăn nuôi, trồng trọt chưa được hướng dẫn cách làm cụ thể để hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ của tỉnh. Cùng với đó, một bộ phận hộ dân vẫn còn lúng túng trong lựa chọn mô hình sản xuất chăn nuôi. Từ thực tế ở xã Xuân Quang đã chứng minh, nếu như ở đâu cấp ủy và chính quyền địa phương thực sự lăn lộn với thực tiễn cơ sở để từ đó có những giải pháp trong chỉ đạo nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế,
thì ở đó người nông dân sẽ mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập cao trong cuộc sống. Sau 25 năm tái lập, Lào Cai từ một tỉnh nghèo nhất cả nước, cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém, giờ đây đã vươn lên mạnh mẽ, bộ mặt từ đô thị đến nông thôn vùng sâu, vùng xa khởi sắc từng ngày. Có được kết quả này, ngoài nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đảng, toàn dân các dân tộc, còn có sự đóng góp lớn lao của cộng đồng các doanh nhân Lào Cai. Họ không chỉ là những người tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, mà còn luôn nặng tình với Lào Cai. Trong phóng sự này, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn một doanh nhân cựu chiến binh như thế. Đó là ông Trần Ích Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Sơn Lào Cai. Tuyến đường B1 rộng thênh thang, đẹp nhất nhì Lào Cai này là một trong những sản phẩm hạ tầng của Công ty Cổ phần Minh Sơn. Hiện công ty đang triển khai thi công trên đất Lào Cai những dự án lên đến hàng nghìn tỷ đồng về lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Điều này cho thấy công ty không chỉ có năng lực cao về tài chính mà còn có uy tín trên thương trường. Vậy nhưng ít ai biết, cách đây hơn 20 năm, Công ty Cổ phần Minh Sơn ngày ấy mới chỉ là con số 0. Năm 1995, rời đất Thái Bình, anh Trần Ích Sơn chính thức lên khởi nghiệp trên đất Lào Cai với số vốn ban đầu chỉ vài chục triệu và duy nhất một chiếc máy lu đã cũ. Có được sự phát triển như ngày nay, theo cựu chiến binh Trần Ích Sơn, ngoài sự quan tâm của địa phương là sự nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong việc không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bản thân ông phải luôn nỗ lực hết mình, phát huy bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ, dám nghĩ, dám làm, và trên hết là tinh thần trách nhiệm với công việc, với sự tin tưởng của người Lào Cai. Một trong những điều mà tôi hay nói với lại mọi người ấy, đó là bản thân công ty và anh em người lao động cũng như người đứng đầu ở đây, ngoài cái đóng góp bằng công sức về công việc hay đóng góp ngân sách vân vân và các hoạt động xã hội khác, nhưng mà chúng tôi cảm thấy nợ rất là nhiều. Mà tôi cho cái nợ ấy là cái nợ về tình cảm, nợ về trách nhiệm xã hội, nợ tình cảm với nhân dân, với lại cái địa phương sở tại tỉnh Lào Cai và trực tiếp là phường Bắc Cường. Thì cho nên là mọi việc chúng tôi suy nghĩ làm việc đều hết sức có trách nhiệm và hết sức là đầu cuối, và lấy cái công việc kinh doanh để phát triển, nhưng mà có cái trách nhiệm với cái hoạt động của xã hội và trách nhiệm đóng góp với nhà nước. Đối với tất cả cán bộ nhân viên trong công ty, ông luôn là tấm gương sáng, bản lĩnh vững vàng, không ngừng sáng tạo, nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh công việc đặt ra. Từ đó đã lan tỏa một tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu xây dựng công ty ngày càng phát triển. Đồng chí Trần Ích Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trong cá nhân tôi đó là sự tận tâm, tâm huyết với công việc và không ngại khó khăn vất vả. Mỗi lần khó khăn đấy là một lần thử thách để cho chúng ta vượt qua cái khó khăn ấy để đi lên, và đấy chính là những cái nhịp thang để bước lên tới sự phát triển bền vững lâu dài. Đấy là cái tôi học được và tâm đắc nhất ở đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Ích Sơn. Với hành trang lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cùng với hệ thống công nghệ hiện đại, đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, cùng với sự quyết tâm cao của cả công ty, tin tưởng rằng trong giai đoạn hội nhập, bản lĩnh của công ty sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần thiết thực thúc đẩy Lào Cai ngày càng phát triển. Với số lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 200 tấn, trong đó có tới 150 tấn là các loại thuốc trừ cỏ. Loại thuốc này được người dân sử dụng để phun diệt cỏ, tiết giảm nhiều chi phí trong khâu làm đất. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, sẽ gây mất an toàn trong sản xuất. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, việc sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật đúng cách và tuân thủ các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường thì hiệu quả tích cực, bảo vệ tốt cho sản xuất. Còn nếu sử dụng sai hay lạm dụng và không tuân thủ các quy định trong sử dụng, bảo quản và an toàn lao động, vệ sinh môi trường thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, nguy cơ ngộ độc cao đối với các sản phẩm nông nghiệp. Hiện một số địa bàn vùng giáp biên, vùng cao của tỉnh vẫn còn tình trạng người dân lén lút sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục do Trung Quốc sản xuất, chưa sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, đặc biệt là thường pha không đúng nồng độ và không thu gom bao bì sau khi sử dụng. Vì vậy, đã xảy ra một số vụ ngộ độc như uống phải nước có thuốc bảo vệ thực vật do người dân xúc rửa bình tại đầu nguồn, trâu bò, gia súc, gia cầm bị chết khi ăn phải cỏ đã phun thuốc. Trước thực trạng này, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý thị trường,
tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân sử dụng thuốc theo đúng quy trình. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.